Tóc khô và gãy rụng khiến nhiều người hoang mang. Sản phẩm nào thực sự hiệu quả mà không ảo như quảng cáo? Chị em hãy dành một vài phút để đón xem sản phẩm nổi tiếng của hãng Blackmore Nail Hair Skin, một sản phẩm cao cấp đến từ thương hiệu nổi tiếng của Úc. Đây là sản phẩm được coi là cái collagen của hãng Blackmore. Tuy số viên nhỏ, một hộp này chỉ có khoảng 60 viên, nhưng mà chất lượng của nó khá là tốt và được rất là nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Để so sánh với cái sản phẩm của Nail Hair Skin thì em lấy cái sản phẩm Super Collagen của Nailcell để chị em cùng theo dõi. Như mọi người nhìn thấy đấy ạ, cái Biotin của Nailcell là 5000 mg. Còn đây là hãng Blackmore Nail Hair Skin. Biotin tốt cho tóc là 1,3 mg. Thì cái hàm lượng Biotin của cái hãng Blackmore này nó gấp đôi so với là cái hàm lượng Biotin của Nailcell. Tại sao cái sản phẩm nhỏ bé như thế này mà nó lại có cái hàm lượng cao như vậy? Thì bây giờ em xin được đi vào phân tích chi tiết về cái sản phẩm Blackmore Nail Hair Skin để các chị biết về công dụng cũng như là thành phần chính của cái sản phẩm này. Cái sản phẩm Nail Hair Skin này nó là một trong những cái sản phẩm của hãng Blackmore. Blackmore thì mọi người biết đến đấy là một cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu của Úc về những cái dòng thực phẩm chức năng. Và Hoa Công Ty đa phần là phân phối những cái dòng sản phẩm của hãng Blackmore vì là giá thành của nó hợp lý và cái chất lượng của nó khá là tốt, được nhiều chị em tin tưởng sử dụng. Và cái sản phẩm này thì một hộp này là có 60 viên và đây là cái mẫu mới nhất của hãng Blackmore. Trước kia cái mẫu cũ của nó thì nhìn nó hơi xấu hơn một chút và cái mẫu mới này có những cái cải tiến. Thì màu xanh trắng nhìn rất là đẹp. Và đây là cái hàng nội địa của Úc. Cái hạn sử dụng của cái sản phẩm này là 24 tháng 4 năm 2022. Và đây là mã vạch của sản phẩm 9333. Và trên này thì toàn bộ thông tin đều bằng tiếng Anh, vì đây là hàng nội địa, hàng của người Úc sử dụng, nên là mọi thông tin thì đều bằng tiếng Anh. Và trên này có ghi những cái thông tin về những thành phần, như là có acid folic này, vitamin C này, và đặc biệt đấy là cái biotin khá là cao. Như vừa rồi thì em có so sánh với các chị thì cái lượng biotin của cái Nail Hair Skin này nó gấp 2 lần so với cái lượng biotin của hãng Nailcell của Mỹ. Biotin thì có tác dụng làm gì ạ? Biotin này ấy, thì nó có tác dụng là tốt cho tóc. Những người mà bị những cái tình trạng như tóc khô, tóc gãy hay là bạc tóc thì sử dụng cái viên Nail Hair Skin này để bổ sung dưỡng chất cho tóc thì rất là tốt. Nên là nó có cái tên của nó là Nail Hair Skin. Nail là móng, hair là tóc và skin là giúp cho đẹp da. Thì bây giờ em xin bóc cái sản phẩm này ra để các chị biết về cái sản phẩm thực tế bên trong nó như thế nào. Bây giờ mời mọi người cùng đón xem. Đây là sản phẩm bên trong của hộp Nail Hair Skin. Đây là viên ở bên trong đây ạ. Những cái viên thì màu đỏ đậm. Trong mỗi hộp này thì đều có một cái gói chống ẩm. Và đây là thực tế cái viên Nail Hair Skin. Em giơ lên để cho mọi người cùng nhìn thấy ạ. Trông nó nhỏ thế này thôi nhưng cái hàm lượng của nó rất là cao. Và cái công dụng chính của cái sản phẩm này thì để làm gì? Thì như bao bì thì em có chia sẻ với các chị là nó tốt cho da, cho tóc, cho móng. Nên là các chị em hay gặp những vấn đề về da bị khô, tóc gãy rụng, tóc bạc, móng tay khô cứng thì có thể bổ sung ngay cái hộp này. Và đây là một cái dạng sản phẩm bổ sung rất là tốt. Và thực tế chính bản thân em đã đang trải nghiệm cái sản phẩm này. Thì hôm nay thì em bóc cái review cho mọi người xem về cái sản phẩm này. Và sau đấy thì em là người trực tiếp dùng cái sản phẩm này vì nó rất tốt và chất lượng. Em gặp các vấn đề về tóc như là tóc bị khô, bị bạc và rụng, nên là em đã sử dụng cái lọ này thì thấy nó rất là hiệu quả. Nên là có làm cái video này chia sẻ thực tế cái cảm nhận của mình đã dùng cái sản phẩm này để các chị biết. Nhiều nơi thì họ review sản phẩm, họ không dám bóc sản phẩm ra vì là những dòng sản phẩm mà bóc ra rồi thì không bán được. Nếu không chất lượng thì họ lại bỏ đi. Nhưng mà bên em thì thực tế những dòng sản phẩm review cho các chị thì đều sử dụng vì là chất lượng của nó khá là tốt, nên là các chị yên tâm. Có như thế nào thì em chia sẻ như vậy. Chứ ở trên mạng hiện nay thì có rất là nhiều những cái sản phẩm ca sĩ, người mẫu người ta review
nhưng mà thực tế người ta không sử dụng đâu ạ, người ta chỉ PR cho cái sản phẩm đấy thôi, nên là các chị khó có thể biết được sản phẩm nào tốt hay là sản phẩm nào chất lượng, sản phẩm nào kém chất lượng để mà sử dụng. Nên là những cái hãng thương hiệu Blackmore này, Neo Health Skin hay là bất kỳ những cái sản phẩm nào của Blackmore, của Úc, của Mỹ thì đều là chất lượng, nên là được rất là nhiều người tin tưởng sử dụng. Và sử dụng cái viên uống Neo Health Skin này như thế nào cho nó hiệu quả? Trung bình mọi người uống mỗi ngày là 2 viên, trưa uống 1 viên và tối uống 1 viên, là uống trước khi ăn khoảng 20 phút để cho cái viên Neo Health Skin này nó dễ hấp thụ vào cơ thể. Và mọi người nên uống đều đặn hàng ngày. Một lọ như thế này 60 viên thì mọi người có thể là uống được khoảng độ 30 ngày, dùng được trong vòng khoảng 1 tháng. Tiếp theo thì cần lưu ý gì khi sử dụng cái sản phẩm Neo Health Skin này? Thì sản phẩm này nó thuộc cái thương hiệu Blackmore nên là chất lượng của nó khá là tốt. Và mọi người ngoài sử dụng cái Neo Health Skin này ra ấy, thì mọi người có thể tham khảo thêm những cái dòng sản phẩm bổ sung sức khỏe, tổng hợp dinh dưỡng, tổng hợp vitamin cho nam hoặc nữ. Hoặc là mọi người có thể uống thêm những dòng sản phẩm khác, ví dụ như là vitamin E của Blackmore, hay là một số những cái dòng sản phẩm, ví dụ như là collagen của Naturequay, Beauty Collagen Liquid. Đây là một cái dạng là collagen nước đình đám ở bên Úc, nó không chứa đường và bổ sung cái lượng collagen cho cơ thể, giúp là da được căng bóng, mịn màng, tăng sự đàn hồi. Và sản phẩm này thuộc cái hãng Naturequay, nó cũng là một trong những cái hãng thương hiệu rất là nổi tiếng về thực phẩm chức năng chăm sóc sức khỏe ở Úc, nên là mọi người có thể tham khảo thêm. Nếu mà mọi người cần tư vấn về những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe hay là làm đẹp thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp với Hoa Beauty theo số điện thoại em để ở góc trái màn hình 0985 229900, hoặc là mọi người dành thời gian truy cập vào website là hoabeauty.vn để cập nhật những cái sản phẩm và cũng như những cái bài viết chia sẻ về làm đẹp. Cảm ơn các chị đã dành thời gian lắng nghe video. Nếu mọi người thấy hay, hãy ấn like và đăng ký kênh để cập nhật những cái video mới nhất chia sẻ về những dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp của Hoa Beauty. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.